Đây, nay 10 giờ thứ năm ngày 21 mùng 7 tháng 8 âm lịch. Nay là quốc gia Bằng La. Hầm hoa táo. Đây của các đại ca gọi là nuôi ong nội, nhưng mà mua cả ô tô này. Ô tô biển mấy năm này. Không biết cái này càn bật thì càn gì đấy chưa đấy, 130 đàn sắp này, quay vòng hai rồi nhá, chúng ta xem ong. Đây ong này. Đấy. Ông đặt dưới chuối, chuối này là chuối tiêu hồng, nhưng mà vẫn một trăm ba mươi đàn, mất mấy chỗ nắng đi, hôm nào cũng có thùng xốp đậy nhé. Để ông ba cầu vừa mới quay mặt sáng nay nhá. Đấy, ông đánh táo là phải thấp nhất phải thế này, có một nắp quân. Vừa quay mặt xong. Nhộng phấn này vẫn đủ nhé. Ừ, rất ok. Nói chung là nhộng đảm bảo, quân đảm bảo. Đấy. Nó mới ấy. Có hương táo thơm rồi đấy. Đi đánh táo quân phải đông, gọi là gần như tao gọi là thừa quân ý, đừng có nói. Còn ong mà đưa đến cái đánh trận mà đi ong yếu là không thể làm được. Phần chuối này thì nó hơi thấp tí. À. Đây của bác đây gần 70 tuổi rồi. À. Đây một trại. Còn bên kia của người khác nhé. Bên kia là của người khác. Đấy. Ông của bác Đạt này, cái trại ông này là gọi là nhất nhất nhì, là đẹp ở cái khu Bằng La này. Đấy. Ra đàn này chỉ đánh ông ba thôi. Mùa này thì nên đánh táo là chỉ đánh ông ba thôi. Ông bốn là đuối tí. Đấy, ông này ông bốn không muốn xem, ba là đẹp nhất. Đây. Ông ba là nó phải giạt ra đấy, là nó có mật táo là rơi là nó ọc xuống, người ta không thiếu phấn là đặt thước là ok, mà do thiếu phấn nhé.
Cái kênh đấy, nói chung là ruột đẹp người ta mới dám quay. Ong gì thì ong thì chúng ta cũng phải lấy một cái tiêu chí này là phải có từ 3 lạng đến 4 lạng quân trên một cầu. Còn mà ong mà đã không đủ ở đàn này thì 4. 4 là hơi mát. Bốn là hơi mát quân, gọi là mát thôi nhưng mà còn đẹp chán, làm che đậy rất cẩn thận. Ngắm đàn thì nó cũng nắng quá. Một dàn ong, nói chung ong về bồ táo này là ong cũng phải ngang mấy ong thằng mà vũ nhãn nhá. Còn ong mà đã đi đánh táo mà kém là kém quân là thứ nhất là ong nó đông, đông trại ong. Đấy. Ong mình mà không khỏe là không dẫn được với người ta. Và đặc biệt nuôi ong tiêu chí đầu tiên là cứ phải là ong đông. Vườn rộng lắm, 130 đàn quá. Vườn thì cũng mát đấy nhưng mà nói chung là khu này đặt ong đây là cũng tương đối rồi, còn bên kia lại có một trại khác nữa. Thế mà ong không đông là không dẫn được, là thua người ta. Ong nội thì nó chăm chỉ có táo. Đây vườn bên đây lại trại nữa này. Ong về mùa dưỡng hay là mùa không dưỡng là cũng cứ phải là ong đông, phải có 3 lạng đến 4 lạng quân trên một cầu thì mới gây chiến được với thiên hạ. Còn mà đã liệt phét giờ 4 cầu mà nhộng không có, nhộng thì ít đấy. Cái vườn này cũng quá đẹp đi. Này đang tính lên nước để lại rồi còn chia thêm. À. Này là lại phải bo phấn chứ không bo phấn là không đánh được rồi nha. Ở chỗ này nó man mát đi. Đấy. Ông đấy. Nói chung là cũng có mật rồi. Chưa được. Hương táo rồi đấy. Ok.
Nói chung là đợt tới này cứ nắng thế này mà gió đông thì mật lại ok. Nhưng mà ai lười chưa ạ? Đã quay ô tô mật chưa? Ô tô chả mật đi ạ? Quay rồi. Ô tô con ơi, nào bây giờ có mấy cân đàn? Em giờ 80. Toàn thợ ong đây. Đây là toàn thợ ong Hải Phòng. Thủy Nguyên nhé, đặt Thủy Nguyên đấy, 70 tuổi rồi, 130 đàn, nhãn làm 200 đàn. Đây là cánh đồng táo Bằng La, Hải Phòng, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây. Giờ đang là đầu mùa mật, ong gần như là nêm cối. Đồng tương đối rộng đấy. Đây là trên đường D này, dưới này là rừng sú vẹt, cây cao này là cây bần nhá. Bần nhưng mà ít hoa quá. Quay chưa? Quay đây, bên này quay hết rồi. Thế này là ông được rồi chị. Quay hết rồi. Để ông ba thôi. Rút đi. Vừa đánh ông rừng, vừa đánh rồi. Mới lại vừa về đến đây nó gặp quần thì đi tạm thời đấy. Nhưng mà bây giờ cứ muốn nhiều mặt thì phải rút đi một cầu. Thì đúng này thế, nhưng mà tạm thời thế. Em về em giữ nguyên, có xây cầu nào không? Giữ nguyên. Được. Thế nên ông là... Rút một ít rồi. Rút mạnh tay mà đánh ông ba thì mình đánh ông. Đấy, như cái đàn này rút hẳn đi. Nói chung là ong tương đối. Ong này là đẹp rồi còn gì nữa. Này đừng tham. Chú cứ nghe anh, chú cứ rút đi một cầu, chú cứ ựa mật. Rút luôn một vài cái bàn là coi là mình giữ để đấy thôi. Rút thì thôi, đừng đánh ong bốn. Cái này kinh nghiệm của các thợ ong Yên. Anh em mình là chuyên môn. Nói chung là thế này là được rồi. Để cái vườn này là cũng được rồi. Để quay đường ra, còn mình đây là quay mật. Em nguyên bản luôn. Đánh kìa. Okay. Để nguyên bản. Đây, hình thức quay mật này. Nay ra Bằng La xem quay mật. Táo đây bình mộc, ong nói chung là đẹp, chú phải dấn vào tí nữa. Dùng thế ông não hút thuốc đấy còn đi thuốc được không? Còn đây bao giờ rồi? Tốt nhất là bán mật thì cứ bán theo cân rẻ đồng đều, chứ đừng bán theo kiểu lít lít nó có. Một lít này của nó theo chú đây là anh một cân anh biết anh ở trong cân tư một lít là nếu mà cân tư một lít mật là nồng độ nước là 22%, nguyên bản nó rõ nó là như thế. Mật này thì là nó phải mật này là tương đối chưa phải đặt ở trong đây. Mật này nó đá mật nữa. Cứ chúng thế được rồi.